Đây lúc này là những cái lúc dành cho mấy em mới làm rảnh mà không có cần thời gian, thì những người cũ sẽ hướng dẫn những người mới làm sao cho đúng, làm như thế nào ha. Vệ sinh lại heo hết rồi, giờ cho dầu thắng vô lấy gió lại thôi, còn vệ sinh heo rồi hết. Lâu quá, cái này hôm bữa mình mua về là bị dính cứng ngắc luôn, là nó bị kẹt cái phốt ha, kẹt cái phốt heo đó. Giờ thì nó rất là nhẹ rồi, còn mặt đạn thì không có tiếng rạo, không có tiếng rạo thì mặt đạn nó chưa có hư, nó rạo thôi nó đã hư rồi. Nó rạo là mình thay được, mà chưa rạo thì bây giờ tháo ra thẳng mình xay cặp vỏ, thay cặp vỏ khác cho khách mua sau. Cặp vỏ này thật sự nó còn gai còn dày, nhưng mà vỏ này chạy cho xe mô tô là không có đạt đó, chứ nó cũng còn ok lắm, nhưng mà chạy cho mô tô không đạt. Mấy cặp vỏ này nó sport mắt. Dunlop. Mấy cái vỏ này nó quá rẻ đi, chạy nó nguy hiểm, với lại bên hông có nứt rồi, đét nó cũ rồi. Đó, mình coi đét cho anh em coi nha. Đét đâu. Mấy vỏ này chạy xe nách đồi hôi thì được, còn sport chạy không được đâu, chạy nguy hiểm lắm, vô cua rồi là té liền, sàn liền. Đâu ta, che trên này hả ta? Coi vỏ sau, vỏ trước sau kỳ ghê, không thấy cái đát vỏ. D22 Made in Thái Lan luôn. Nói chung là sport mắt nó có nhiều loại lắm, ở sau cái sport mắt nó còn một cái mã nữa, em phải coi cái mã sau nữa để biết nó loại gì, nó khoảng tầm bao nhiêu tiền. Tuần thứ 13, 2018 giờ mới đây, nó vẫn còn trong cái thời gian xài ok, chưa có cũ ha, còn được. Nhưng mà vỏ này đi thì nó không có đạt, đạt thì mình thay thôi. Đã vệ sinh rửa hết từ trong ngoài ha, điện đun rồi làm lại hết, coi lại những cái chỗ mà nó bị không tiếp xúc nữa rồi này kia thôi. Người ta sợ cái cục này nó chạm nè, cho nên người ta chích silicone vô hai cái đầu của nó nè. Kiểm tra lại cái rò le này giùm anh nha, giống như rò le lô quá. Rồi coi lại, xử lý lại hai cái cục này, nó sợ chạm nè, cho nên nó chích hai cục silicone vô nè, mà chích cho có luôn. Cầm cái nó ra dính tí xíu nè, thì coi siết cứng lại, coi cái này rò le góc này, góc sạc xe nhỏ rồi, góc sạc xe lớn rồi là rồi le đề, coi nó có ok không. Ok thì để, thì coi lại cái chỗ ốc, không ok thì thay. Chạy mấy bữa chết mất công, tiền bốn chân là có hai chân là tiền, làm lại cho cái rồ le nhỏ đó. Rò le này giống rò le của xe rim quá. Rò le Honda xe nhỏ. Anh nhìn là anh thấy anh biết. Mấy này xài không ổn định đâu. Này phải sơn lại.
Em, mấy cái miếng nhựa này nè, mấy miếng nhựa đen nó không đạt nè, tháo qua hết giùm anh đi, mang qua anh vào sơn cho anh làm lại cho đẹp. Đẹp hay không là nhìn ở những cái chỗ này nè nha anh em, đừng vô nhìn này, nhìn này ai sơn cũng được hết á, về tự mua đồ sơn cũng được nữa. Còn quan trọng là những cái mép, gần mép, góc cạnh sơn đẹp hay không là nằm vô đó. Tại sao mình nói sơn này là mình theo cái cảm nhận của mình thôi, thì mình thấy không đạt thì mình báo anh em. Nhiều người người ta kỹ tính quá, nói ủa sao nhìn trên hình long lanh mà hả, ra ngoài thì bảo đảm anh em nhìn cũng không ra đâu. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ là nó bán cho người người ta sành quá thì người ta sẽ mất công, người ta nói mình sao không báo trước ha, nó nghĩ mình không có chuyên nghiệp. Ba cái đồ này thì nó đơn giản với mình quá đi, sẵn tẩy nè, tháo bánh ra tẩy bên trong cái gấp giùm anh luôn, có cái bánh không có tẩy được. Mỗi lần là bên mình tháo gấp rồi ra làm rồi không, cốt bánh đồ đùm đồ phải rửa lại hết. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho những đứa em nó có cái thói quen làm, mấy mốt cứ vậy làm, không cần nhắc tới nhắc lui, xe này khác xe kia khác, không phải vậy, xe nào cũng phải vậy. Vô cốt bỏ một chút mỡ bò vô, vệ sinh lại cho mỡ bò vô bạc đạn. Mỗi thứ một chút như vậy thì nó sẽ tạo nên cái hoàn hảo thôi, chứ không phải là cứ mấy mạnh không là ngon. Còn rất là nhiều thứ làm phải đồng bộ hết anh em. Chọn xe nó cực như vậy đó. Nếu mà hả quân không đông, rồi không rành, không có đồ đó, rồi hả không chỉ nhiều cái lúc chút nữa nè, thì làm nó lâu lắm và nó sẽ không có được hoàn hảo lắm đâu. Sự là mình rất là khó tính, trong công việc mình rất là khó, cái gì phải làm cho nó đàng hoàng, không làm thì dẹp làm khác. Làm gì cũng có tiền sống đó, làm phải để cho người ta tôn trọng mình. Rồi cái này thật sự là vậy, mình dọn xong mình bán với giá là 186 triệu, thì á mình sẽ bớt xuống cho anh em, khi anh em mua mình sẽ bớt xuống, bớt cho anh em để sau khi mà hết dịch anh em chạy thoải mái, anh em lên mình sẽ dặm sơn lại cho anh em, từ sơn sườn, sơn gấp đồ ha, mình sơn lại cho anh em thấy nó ken như thế nào, giống như rời xấu rồi thôi, dọn là phải làm lại hết. Những cái không nên sơn là những cái hả gác chân này mình nhớ nó màu trắng nè, cái bằng nhôm. Những cái chỗ này là những cái chỗ nó không có ăn nó, và mình xài nó hay bị chóc mà. Muốn sơn á phải làm mặt kỹ lại, mình không phải nghề sơn, nhưng mà những cái chỗ này là những cái chỗ mà nó khó ăn lắm, cho nên muốn làm ấy phải bề mặt phải làm cho nó chuẩn thì nó mới sơn, nó mới bám lâu được, chứ không thôi giờ nó len lở ra nhìn nè, nhìn nó rất là kỳ đó. Cái này cũng sơn dặm rồi nhiều rồi, bắt buộc mấy cái này phải xả ra sơn lại hết mới đẹp. Còn đã sơn lên nhìn nó thấy nó thô lên như vậy rồi. Nè, thô lên như vậy khó đẹp lắm. Những cái chỗ sơn sườn này nó không phải bóng như vậy đâu, nó không phải bóng mặt vậy đâu, nó hột hột như vậy nè. Chỗ hột nó là hột, chỗ nè hột này hột lớn, còn chỗ này là hột mịn nhỏ hơn chút đó. Muốn làm nó cái điểm nhấn lên khó lắm anh em, đẹp khó lắm, phải có phải làm nhiều, cứng mắt tầm nhìn có dầu thắng quá nhiều nha anh em. Ta có điểm thấp điểm cao, mình chăm nhiều quá không có tốt, dễ bị bó thắng lắm. Chính mình nói là chăm đầy cái này nè, nó không có khoảng không khí là nó sẽ bị bó thắng, chính mình nói như vậy. Còn tại sao thì anh em tự nghĩ, còn nghĩ không ra thì anh em hả hỏi mình trả lời cho. Bất kỳ cái bình dầu thắng nào nó cũng có điểm min và điểm mất, không bao giờ mà để đầy ngập lên hết như vậy. Xe này bố thắng là bố thắng tốt nha, đây quay anh em coi rõ ràng.
chứ không phải bố thắng tào lao, cho nên mình đỡ được tiền bố thắng. Thấy vậy đó, ba cái 1.000.000 rồi, ba bộ 1.000.000 rồi, y chân phục này luôn, sẵn tẩy manh bên trong chân phục luôn, rửa sạch luôn. Mình nói tiếng tẩy thôi, thật sự rửa sumo với dầu hôi thôi, không có gì đặc biệt đâu anh em. Bữa nay là mang cái sườn ra mình rửa lại lần nữa để cho nó sạch rồi ráp luôn ha. Đó, bữa nay là xong đồ xong xuôi rồi, ráp lại làm một con xe dọn lại trung bình nữa, gần cả tuần lễ nó bán được cho anh em đó, chứ không phải dễ ăn đâu anh em. Tại vì nhìn nó là như vậy mà về mình mở ra rất là nhiều thứ mà nó không đúng. Một thứ không đúng đã muốn hư rồi, nhiều thứ nó không đúng nữa thì nguy hiểm lắm những cái xe này. Cho nên nó thấy trên hình, cái hình mình chụp ở trên đó là cái hình chụp ở trên Facebook, cái trang của mình đăng là cái hình đó là lúc mình mới mua về, tình trạng là lúc mình mua. Nhìn trên hình nó long lanh như vậy thôi, nhưng bên ngoài rất là nhiều thứ phải làm. Đó, mấy bạn không biết là mấy bạn mua về là mấy bạn ôi sao nhìn nó đẹp mà ra chạy nó kỳ vậy ha. À, mỗi người phải có thêm cái kiến thức về sử dụng những cái đồ cao cấp như vậy. Đó. Thường nó giống như anh em chơi mấy cái đồ khác cũng vậy, không phải chiếc xe. Có là cái tiền trả giá, do mình không có rành đó, mình gọi là xài chưa quen á. Nhiều người gọi là xài chưa quen á, thật sự là anh em không có nghiên cứu về cái cách sử dụng và bảo quản đó. Đó, cái service nó như thế nào, như sao, xe nào cũng vậy, nó phải xe Nhật là không service đó. Xe Nhật, xe Ý, xe Đức cũng service, mỗi một cái loại xe Nhật á thì nó service nó sẽ khác. Tùy theo cái môi trường nó sử dụng và môi trường nó sẽ đang sống nữa. Service nó khác. Còn xe Ý, xe Đức á service nó khác. Cứ đâm giới hạn của nó là cái khoảng thời gian service đó, nó là giới hạn. Nhiều người giống như thay như xài nhớt vậy, hãng cho nhớt li quy 4.000 mình 3.000 mình thay là đẹp rồi. Xe hơi có loại hả 10.000, 15.000, 5.000 cây, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 cây đó, nhưng mà mình phải cắt ngắn nó đi lại chứ không bao giờ đúng tới đó. Để chi, để không cần phải tới những cái tới đồ đó, nó còn trừ đi những cái rủi ro do cái nhịp độ sử dụng nữa đó. Tệ nhất là phải tới định kỳ đó, định mức mà người ta đã cho ra, ít nhất là như vậy. Và anh em nên tập xài những cái đồ nó phải đúng, đồ xe máy nó ra xe máy, xe mô tô nó ra mô tô, xe hơi nó cũng có nhiều cấp độ lắm ha. Nhưng mà những cái xe hơi, xe mô tô như xe hơi đi, đó, trung bình nhớt hãng hay này kia là 5.000 cây, thật sự anh em 3.000 cây thay. Nhưng mà đừng ở cấp độ hãng, ở một cái cấp trung bình. Còn nhiều người người ta biết xài rồi á, người ta sẽ mua những cái cấp độ bên ngoài nó sẽ cao cấp hơn, nó kéo cái thời gian mà sử dụng nó dài hơn, và trong sử dụng nó mút hơn. Đó, nó khác như nhớt đồ đó. Đó. Và xe mô tô cũng vậy, đừng nghĩ thay nhớt thường thường thôi, 1.000 cây thay 1 lần không phải. Nó 1.000 cây thay thì nó cũng đã không đạt rồi. Nhớt không đạt, không đủ cấp vào cái động cơ như vậy là nó đã không đủ, không đạt rồi. Cho nên hả, ví dụ như nhớt li quy 4.000 cây, tại mình bán li quy, mình nói li quy, mình không nói nó xấu những hàng khác. Nói mình xấu đẹp gì cũng là ở cái mình đang bán. Thì cái li quy nó cho 4.000, ví dụ như cường độ anh em chạy không cao trong khoảng thời gian dài, chị ở thành phố máy sạch, xe mới máy sạch trong đó, thì mình xài 4.000 đẹp. Còn những mình đi đường tour xa về á, tầm 3.000 ba mấy theo tour về mình thay là vừa đó. Còn những cái xe mà nó cũ quá, nó dơ á, thì cái đợt nhất đầu tiên mình thay vô nó mau dơ lắm, tầm 1.000 cây 2.000 cây nó dơ rồi, bắt buộc anh em phải thay nhớt mới, lọc nhớt mới một hai lần như vậy thì cái nhớt nó mới sạch. Nếu mà cái máy nó còn nó máy nó động cơ nó ở tình trạng gọi là chưa có hao hụt nhiều á thì nhớt nó vẫn đẹp lại. Do động cơ mình không có thay nhớt, độc nhớt dởm rồi đó, thì nó lên màu nhớt rồi thôi ha. Rồi nó cặn nó dơ là do động cơ nó chưa sạch. Xe này đi cái cây
cây tăng phục, đồ chơi luôn à. Phục phun đồ cũng ok lắm, có mấy cái ốc dằn ngoài. Mấy cái này phải tẩy sơn ra, anh em thấy sơn dặm bên mình sơn không có sơn phủ lên hết vậy, cái này phủ ốc ấy, từ từ ốc nó chốc ra nè, rồi lẹm vô cái dây dầu luôn nè. Không hay, mình rảnh mình sẽ tẩy cái sơn này ra cho nó đâu ra đó đàng hoàng. Chân này nó cũng đâu màu đen đâu, xịt lên xong giờ nó chốc ra nữa nhìn nó ghê quá. Tiến ơi, Tiến. Ra anh dặn cái này nè. Cái dây ổng nè, hai đầu dây người ta sơn lẹm nè, thấy không? Mấy ngóc này sơn lẹm nè, tẩy sơn ra cho anh hai đầu dây, tại chưa đổ dầu thắng vô á. Chưa. Ừ, làm đi. Rồi cái gác chân này nè, đúng là nó màu trắng nhôm, tẩy ra luôn đi. Hết tẩy sơn hả? Để anh đi mua. Về tẩy dây dầu trước đi. Tại dây dầu tháo ra tháo vô khó, đang không có dầu tẩy. Nhìn ớn quá. Phun lấy ốc men lên. Sumo đồ còn đúng không? Cái này là cái gọi là cái anodine. Đây cũng là ná vậy đó. Đây không biết sao bị tuột sụp cuộc nè, tuột nó mới chày vậy nè. Xiết ốc này không chặt nè. Kiểm tra lại chản ba cổ với ốc phục rồi hết nha. Cái dấu mỡ không đẹp nhưng mà nói chung là cũng còn được ha. Còn cái miếng thép ở giữa rồi nè. Kiểm tra hết lại chẳng ba cổ phục rồi hết lại. Đã làm cho kỹ luôn chứ mai mốt có chuyện gì tới người ta nói khó nghe lắm. Đừng để người ta nói gì mình. Ui, xe bản này 20.000 luôn. Dữ thiệt. Thường thường á xe mà đời tùy theo đời. Đó, và cái bản thường á, thường là nó cái xe đời này nè, thường á, cái bản nó có 18.000 tua rồi 6 luôn, vậy có 18.000 thì nó chạy được tới 16, còn này 20 là nó chạy khủng lắm á. Đấy, cái xe mà vòng tua cao á, những cái xe mà nó có dàn điện vòng tua cao á, là cường độ là cái dàn điện nó rất là ok, xe nó chạy rất là đạt, chỉ cần cục máy nó ngon nó đỉnh thôi là gắn vô nó chạy khủng khiếp lắm. Đó, mình thích những cái xe dòng tua cao. R6 có những cái xe trung bình đó là 16.000 đúng không? 18.000, đồng hồ để 18 nhưng mà chạy 16 à. Anh em để nè. 20.000 cây thì lúc nào nó cũng có khoảng 2.000 cây là đỏ hết. Đỏ là nó không có tới zin á, còn để mình mở tua thì nó sẽ tới hoặc là qua, tùy để mình mở bao nhiêu. Đó, nhưng mà những cái xe tua cao như vậy á chạy rất là đã. Nếu mà nói ra thì nó tua cao đó nó sẽ chạy nhanh hơn cái con xe tua thấp, với một điều kiện là tỷ số truyền ở sinh dung dĩa nó bằng nhau, còn không là nó tua cao nó sẽ cao hơn. Mà đa số thường đó, tua cao chạy ác lắm, những cái tua cao là những cái xe bản Mỹ. Hot pin ở đâu hết rồi? Bên Mỹ người ta rất là thích xe su với Kawa. Mình thấy người ta độ xe su Kawa nhiều lắm. Những cục máy mình mua sẵn về đó hay bị móc nạp với móc hút, cũng là toàn mấy Kawa là nhiều. Anh em thích mua đồ trên eBay, anh em thấy đồ eBay nó bán những cái cục máy của su rồi đồ mắc lắm, nhưng không rẻ đâu. Nhất là đồ hai da, bên Mỹ người ta thích lắm. Mua đồ hai da cái dàn đầu không bán hai mấy triệu,
mà dàn đầu đó là không còn phải đỉnh đó đó nha. Đó, cho nên mình phải biết mua hàng ở đâu nó rẻ, hãy trân quý những cái mà nó còn đẹp. Tại vì hả, tại mình không có biết cách xài, xài không đúng, không khai thác được hết cái của nó. Chứ còn hả, mình với lại mình thích mua đồ rẻ, mình không có hiểu là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Rẻ quá xài không được đâu. À, sẵn ở đây mở cho anh em coi. Con này là con lóc kê. Lóc kê này là ngay chỗ cái bát này là giữ vô trong cái lồng á. Đó, cái dàn đầu á. Đó. Nè anh em nhìn nó tăng chỉnh được nè. Nè thấy không? Nó sát nhất nè. Đẩy nó ra nè, đó. Đó thấy không? Nó dài ra thấy không? Để ăn chi? Để khi mà mình muốn lên máy á, mình tăng nó ra cho nó sát vô. Mình lên máy cho nó dễ. Và sau đó mình sẽ lóc kê nó lại. Thường nó sẽ lóc kê một bên thôi. Lóc kê nó lại để cho khi mình siết ép vô á, nó dính chắc lại chứ nó không có bị khoảng hở. Mình ép vô, nếu mà còn khoảng hở thì nó sẽ ép sườn vô. Chạy vậy nó rần cao lên là nó gãy nó nứt à. Đó, nó không chắc. Thường mình mở ra mình thấy toàn là bị cái vụ này. Gãy bát, gãy sườn rồi ngay đây nè, chống đổ mà bắt vô đây nè. Mà không có tán kỹ ốc này nè. Là hả, toạt luôn cái này luôn. Rồi máy Vinh mình thấy hoài cái gì, chạy nó rần hết cái xe ghi đông mà nó rần hết xe mà nó rần hết cái ghi đông mà chạy lên đều đều khoảng tầm 80-100 lên nó rần hết cái clip on à. Anh em nhìn, nếu mà xe mình nó có cục gù rồi, cục gù này cục gù đúng zin rồi mà tại sao nó vẫn rần thì coi lại xe, bảo đảm hạ máy luôn. Hạ máy xong rồi không có lóc kê này lại là nó rần vậy thôi, có gì đâu. Tại vì còn một cái rần nữa, cái rần nữa là do động cơ, người ta gọi là cân bằng động. Cân bằng động có nghĩa là tại vì xe này xe zin rồi thì chắc chắn là thay đồ về cái bít tông không đúng của nó nè, hoặc là chỉ có vậy thôi. Những cái đồ mà thay vô nó không đúng của nó thì nó sẽ không, với cái lực nổ đó thì nó lên xuống nó sẽ không đều. Ở những cái tua càng cao lên thì sai số nó càng nhiều thì nó tạo ra cái việc rung đó thôi. Đó, có động cơ. Giống như cái trục dên đó, cái tạ dên đó phải đi với trái bít tông bao nhiêu. Đó, còn đi trái lớn quá so với cái trục dên thì nó, cái tạ dên thì nó sẽ rần thôi. Và cái lực mà dục của nó sẽ không đủ. Đó. Giống như mình nói về cái vấn đề cái mâm này đi. Xe ô tô anh em thấy mỗi lần thay vỏ, giá xe hay tháo cái vỏ xe ra thì bắt buộc người ta phải cân mâm lại. Thì cân mâm ở xe ô tô gọi là cân bằng động lại, khi nó chuyển động thì nó cái máy đo cân bằng để người ta canh lại cái mâm nó phù hợp. Ta cặp chì vô cho nó phù hợp, khi mà nó quay ly tâm lên á, nó không có bị gọi là bị nhảy hoặc là bị nó không đều á. Đó. Thì thường anh em cân mâm chỉ cân bằng thủ công, để trên một cái đồ giữ, cái gá giữ và có bật đạn. Anh em quay thì cái độ nặng ở chỗ nào nó rớt xuống điểm đấy thì anh em cặp ngược chì ở trên lại để cho nó đồng nhau. Đó. Đó là cân bằng cơ. Còn mình nhập một cái cục máy về nó y chang như cục máy cân bằng động của xe mô tô, ô tô vậy đó. Nhưng mà dành cho mô tô. Đó. Thì cái máy này rất là khó, theo mình biết là ở Việt Nam không có nhiều đâu. Không có nhiều cơ sở mà đầu tư cái máy này đâu. Tại vì cái máy mà nếu mà đúng xịn nó tầm khoảng tầm 300 triệu á. Máy mình mua nó nằm đâu đó gần trăm mà. Đó. Thì máy mình là nó phần mềm và máy đọc công nghệ là của Ý, nhưng mà phần cơ là lắp ráp tại Trung Quốc. Đó, thì cái hàng này xài được. Còn mà cái hàng, nhiều cái hàng mà sản xuất tại Trung Quốc toàn bộ ra thì xài không ổn. Cho nên là mình mua thằng này nói chung cũng thấm lắm. Rồi mình đã đầu tư máy đọc lỗi rồi ha.
máy đọc lỗi anh em thấy trời, cấm để máy tính lên vậy, cấm vô một cái là thấy chỗ đó giữ liền, thật sự không có giữ đâu anh em. Tại sao 2 năm trời mình không chịu đầu tư vô đó, đầu tư vô cái đó xong rồi thật sự không có cái đó anh em không biết gì hết trơn, nhất là mấy đứa đi học nghề như vậy. Tại vì đi học nghề không ai đâm vô một cái là vô xe đời cao hết, phải dùng những cái xe đời thấp mà thấp như vậy hoặc thấp hơn. Mục đích sử dụng của cái máy đọc lỗi để làm gì? Đây mình nói anh em luôn, cái máy đó, đó gọi là cái máy đó, nó đọc lỗi. Mà khi cắm vô cái dắt vô máy nó sẽ đọc được xe đang bị tình trạng gì, lỗi gì, nằm ở đâu, hư con gì, cảm biến gì. Đó, nó đọc lỗi ở trên dàn điện và cảm biến. Cái thứ hai nó là reset demo cho Ducati, những cái hãng xe Ý, xe Đức gì đó. Đó, thì nó tới phần demo thì sau khi mình làm lại cái phần cơ thì mình phải set lại cái phần mà để mà đọc lỗi demo đó. Thì ví dụ như chiếc Ducati mình demo xong rồi và demo những gì, làm những gì đó, thì mình reset lại cái phần mềm của nó. Thì sau này ai mà cắm vô là biết ở ngàn cây số bao nhiêu, demo nằm ở đâu, ngày tháng năm nào, bao nhiêu giờ nằm ở đâu đó, chỗ nào test. Thì cái phần mềm đó của mình xài là phần mềm của Ý, Tesla, sorry. Đó, phần mềm Tesla. Thì mình cũng đã mua rồi. Tại vì tới lúc bây giờ là update lên cho mấy đứa nó, khi mà nó cứng về cái phần cơ rồi, rồi mọi thứ là thật sự là ngoài cái máy nó ra để đọc cho nó nhanh lỗi thì còn lại là kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó liên quan với nhau hết á. Mình làm mình biết nó hư gì ở đâu, mình nghe báo trên đồng hồ, nhìn trên đồng hồ là một. Cái thứ hai là nó bị tình trạng như thế nào, mình sẽ kiểm tra cái đó, đó là cái kinh nghiệm. Thật sự nào giờ sửa bằng kinh nghiệm không, đâu cần có máy. Đó. À, cái thứ ba nữa, công dụng của máy đọc lỗi là để mà xóa lỗi. Những cái xe đời mới bây giờ khi mình tháo một cái cảm biến gì ra, hoặc là tháo cục bình gì ra, hay là mình đụng vô một cái vấn đề gì đó, cảm biến gì đó mình tháo ra, thì khi mình gắn vô lại nó sẽ báo cái lỗi ở trên cái đồng hồ á. Thì cái máy đó nó sẽ, và nó không tự reset lại được ha, là mình bắt buộc phải cắm cái máy vô để mình reset lại cái lỗi trên đó, để cho cái đồng hồ nó xóa lỗi đi. Đó. Thì hồi những cái xe hồi trước á, những cái xe hồi trước thì nó sẽ tự xóa lỗi bằng cách là mình tháo cục bình ra. Mình tháo cái cục bình ra để 10-15 phút đó, mình gắn vô lại nó hết. Hoặc một số xe Đức là mình sẽ lấy hai, mình tháo cục bình ra, mình lấy hai cái đầu dây điện mình chập và dính với nhau, trong vòng 10-15 phút gì đó mình gắn vô lại thì nó tự là xóa lỗi ở cái IC, nó tự động reset lại. Đó. Còn những cái xe đời mới sau này thì nó không được như vậy, cho nên bắt buộc phải có cái máy để cắm vào để xóa lỗi. Công dụng của cái máy nó chỉ có 3 yếu tố đó thôi, không còn yếu tố thứ tư ha. Đó. Cho nên á, anh em thấy cầm cái máy ra thấy dữ rồi, không phải vậy. Nó hỗ trợ thôi, nó là một cái phần mềm hỗ trợ để biết nhanh hơn cái chỗ mà đang bị gặp trục trặc, và reset lại những cái phần mềm demo rồi, và xóa lỗi cái, những cái lỗi động cơ mà khi mình lỡ mà mình tháo và mình gắn vô lại đó. Đó, tháo lắp lại đó cũng cả 100 triệu. Những cái cầu, cái dắt cắp cắm vô là nó từ 1,5 triệu đến 4 triệu, nhiều cộng 4 triệu mấy, 5 triệu một cộng cáp đó, mình cũng gần cái 100 triệu. Mình cái 100 triệu thêm cái máy laptop nữa, cái 100 triệu rồi, sơ sơ hai cái đó không 200 củ đó. Lúc đầu mình không mua, tại vì thật sự lúc đầu mình đang đi sửa những cái phần lỗi từ động cơ tới phần điện đó, tới dàn chân cho anh em như vậy thôi. Cơ bản anh em đã chạy đạt rồi, bây giờ tới phần nâng cao. Nâng cao thì bắt buộc, không lẽ mình cũng đã đẩy đi 2 lần để xóa cái lỗi mà nó báo trên đồng hồ, nó cực quá. Làm tiệm không lẽ giờ cứ xóa phần đó, phải cần có phần mềm cắm máy, không lẽ cứ đẩy đi nhờ người ta hoài đó. Ok, mua để đó cho nó lẹ. Vậy thôi, với lại tới lúc mà mấy đứa nó cứng thì phải update lên cho tụi nó những cái phần cao hơn. Rồi, đó là cái mà mình mong muốn
cho anh em biết là ở đây mình luôn luôn học thêm từng ngày ha, và luôn luôn update lên những thứ nó cần quan trọng. Mình thấy quan trọng nhất luôn là cái phần cái máy cân mâm. Còn cái máy lỗi giờ mình làm được hết, mình mang đi xóa lỗi cũng được, nhưng mà máy cân bằng động mâm nó rất là quan trọng, tại vì chạy vòng tua bánh nó tới mấy ngàn vòng, 8.000 vòng có, 9.000 vòng có, 7.000 mấy vòng có trên một phút. Anh em thấy như vậy mà nó khi mà cái lực bánh nó quay ly tâm, tại sao bạc đạn nó bị mau hư là vậy đó. Tại bạc đạn là cái chỗ mà để mà giữ vừa cái trọng lượng và cái độ ly tâm rất là lớn, nó quay bánh rất là lớn vòng trên một phút đó, thì nó làm áp lực của cái bạc đạn rất là lớn. Gặp cái bánh mà thay vỏ khác cho nó không đều nữa, nó quay anh em thấy rồi. Giống như máy giặt mà nó giặt đồ, nó vắt nước rồi bằng cái máy nó quay ly tâm chứ bằng cái gì đâu. Thì anh em nghiên cứu hơn về cái này nha. Nói chung là mình không đủ kiến thức để mà nói hết, tả hết với cái nội dung, những cái nội dung đó. Cho nên là mình cứ nghiên cứu thêm đi. Đó, còn biết sai hay đúng gì, giờ thời đại 4.0 rồi. Anh em search những cái mình nói lên là biết đúng hay sai liền. Bữa nay là lên cái máy thì xong là thật sự là bao mắt bít nha. Những cái xe mà nó vô cua, nó bị nhảy hoặc là chạy đề ba gấp mà nó vụ lắc đuôi lắc đầu á, hãy xem lại, chạy tốc độ cao mà nó rần rồi nó nhảy xe nó rung rồi thì coi, thì anh em coi lại những cái chỗ mà chuyển động của nó, giống như bánh xe rồi nha, rất là quan trọng mà ít người để ý tới. Cái này thật sự anh em muốn đẹp á, cái dàn áo này là dàn áo zin, đừng có tiếc với nó, mâm cũng vậy, nhìn cái lớp sơn lên dày cộm. Nếu như mình là mình tẩy hết, mình sơn lại cái lớp 1, thêm một lớp lót lớp 1 nữa đầu tiên, nhìn xe rất là đẹp, thêm chút xíu tiền à. Bởi vì mình làm xe cốt nó cao, nhưng mà vấn đề là lúc nào người ta cũng sẽ hài lòng. Những cái đường cong anh em nhìn sơn dày cộm lên này, đẹp đẽ gì chỗ này, ốc xiết vô hay chọt vô riết nó sừ ra này. Mình cũng đã nói với anh em rồi, mình sẽ bớt cái tiền sơn xuống cho anh em, bớt vài triệu luôn chứ không phải bớt vài trăm ngàn, một hai triệu, để mà nói chung là để anh em thỏa mãn. Mình đó, mình làm bất cứ một cái gì á thì mình cũng đã phanh phui ra hết để cho anh em coi từ trong ra ngoài và mình làm những cái gì đó. Sau đó còn lại những cái gì mình chưa làm mình cũng nói với anh em, cái đó tôi chưa làm, giống như này là sơn rồi tôi thấy chưa hài lòng đó, thì anh em về, anh em hết dịch anh em mang qua hoặc để mang chỗ khác làm, tại vì những cái sơn này nó không ở đâu về người ta cứng người ta sơn lại chứ không cần phải tới mình đó. Nhưng mà mình cảm giác như vậy, mình nói anh em vậy, thấy không? Mở mâm ra phải tẩy, phải rửa sạch như vậy rồi cho mỡ bò rồi vô lại hết. Mỡ bò nó lăn lâu quá nó dơ vô nữa, nó tạo thành đất ở trong cũng nặng lắm, rửa sạch hết vậy. Rồi anh em nhìn cái vỏ mình thay vô cho anh em, mình thay cái vỏ sâu hấm luôn.